Bão số 4 áp sát miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ bị ảnh hưởng. Theo chuyên gia khí tượng, do hàn lưu của bão số 4 kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh, nên ngoài khu vực bão đổ bộ, các khu vực như là Tây Nguyên, miền Nam vẫn chịu ảnh hưởng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thiên văn Quốc gia cho biết lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, bão số 4 ở vị trí khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 160 km về phía Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 165 km về phía Đông Đông Bắc. Bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, trong 3 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25 km/h. Đánh giá về cơn bão này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là cơn bão cấp 8 nhưng người dân không được chủ quan, không nghĩ rằng đây là cấp do yếu. Ông Khiêm nhấn mạnh, hoàn lưu bão số 4 bao trùm một khu vực rất rộng. Hoàn lưu bão không chỉ trong khu vực đang chịu tác động trực tiếp là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, mà nó còn mở rộng ra các khu vực khác là Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên và miền Nam, do kết hợp với hoàn lưu gió mùa Tây Nam. Chính vì thế, trong hệ thống thời tiết xấu như hiện nay, có thể xuất hiện dông, lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh bất cứ lúc nào. Ông Khiêm nói và cảnh báo nếu gió giật mạnh trong dông lốc xoáy thì tốc độ của nó còn nguy hiểm hơn, mạnh hơn một cơn bão mạnh. Điều này rất nguy hiểm đối với các hoạt động ven biển, đất liền cũng như các khu vực neo đậu tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản. Ngoài gió mạnh, ông Khiêm cảnh báo hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa Tây Nam còn gây ra một đợt mưa lớn trên rộng. Mưa đã bắt đầu từ đêm qua và đến nay vẫn tiếp tục còn có thể kéo dài trong những ngày tới. Chúng tôi nhận định từ nay đến ngày 20-21 tháng 9, khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ lượng mưa có thể từ 100-300mm, có nơi trên 500mm. Trọng tâm mưa là các địa phương như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Các tỉnh này có thể xuất hiện mưa với cường độ rất lớn, lượng mưa có thể trên 100mm trong khoảng 3-6 giờ khi cơn bão đến gần bờ và tác động trực tiếp. Ông Khiêm nói thêm rằng, tất cả các khu vực này đều nằm trong cảnh báo có lũ quét sạt lở đất. Vị chuyên gia cảnh báo khu vực Tây Nguyên, Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, miền Nam Thanh Hóa cũng có mưa do nằm trong hệ thống thời tiết xấu của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu bão số 4. Đặc biệt lưu ý các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng có thể xảy ra tình trạng sạt lở đất, các tỉnh miền Nam có thể bị ngập úng ở đô thị.